Hot xin chào các bạn. Thưa các bạn, đến lúc này thì có lẽ không còn phải mô tả nhiều về những điều kinh hoàng diễn ra trong vụ dẫm đạp mất trật tự ở một đất nước tưởng như là văn minh hiện đại, để rồi vẫn để xảy ra những sự ra đi lãng xẹt mà nguyên nhân của nó được nhiều người hiểu chuyện cho là đú chen, lạc cuồng, thần tượng, vân vân. Dù sao thì khoảng 160 người đã không còn bao giờ có thể rút ra bài học nữa trong một biến cố mà nói như nhà báo Đào Tuấn thì là có lẽ số người chết vì chiến tranh từ sau hiệp định đình chiến Triều Tiên năm 1953 đến giờ cũng không nhiều đến thế này. Vâng, và vào buổi sáng sau đó giờ Việt Nam thì mối quan tâm của nhiều người dân chúng ta lại đang dõi về một nạn nhân được cho là người Việt, dù báo chính thống trong nước lúc đó chưa hề xác nhận vì họ có lẽ còn cần thông tin chính thức từ đại sứ quán hoặc lãnh sự quán. Tuy nhiên trên mạng xã hội thì đã quá lao xao ồn ào và nhiều người đã kịp tìm vào Facebook cá nhân nạn nhân này để bày tỏ tiếc thương. Bắt nguồn từ thông tin ở trang Hội sinh viên Việt Nam ở Đại học Songshin Hàn Quốc với thông báo khẩn vào sáng 30 tháng 10 năm 2022 rằng theo nguồn tin mới nhất được cập nhật, bạn nữ tên Đinh Thị Tuyến, ngày sinh 23 tháng 4 năm 2001, được cho là có liên quan và có khả năng gặp nạn tại tai nạn lớn diễn ra vào tối đêm qua tại Seoul. Để xác nhận rõ thông tin vụ việc và có biện pháp ứng phó kịp thời nhất, kính mong bạn bè, người thân của người gặp nạn, những ai quen biết cập nhật thông tin sớm tới hội này. Vâng, và thế là không khó khăn gì để cư dân mạng tìm ra Facebook cả chính lẫn phụ của Đinh Thị Tuyến, thậm chí là cả cha mẹ và anh cô gái. Nạn nhân hiện ra là một hot girl quá trẻ trung xinh đẹp, vẻ đẹp trong veo và rất sành điệu. Hẳn cô cũng rất có điều kiện thì mới có mặt được ở chốn ăn chơi nổi tiếng này vào ngày chính hội Halloween. Đau xót hơn, người ta đọc thấy cách đây 22 tuần như một điểm hoặc là cái gì đó khó lý giải. Chính cha mẹ cô gái từng trả lời bình luận của cô rằng không nói trước nha, ai biết được điều gì phía trước. Vâng, giờ thì không rõ tối đó cô gái đã đi cùng những ai và họ đâu rồi. Có giúp được gì cô khi tình huống xấu xảy ra? Chỉ biết là cô đã rất xinh đẹp trong những bức hình cuối cùng trước khi mất vài ngày. Trong cái lúc tranh tối tranh sáng, báo chính thống chưa có thông tin thì là lúc cho những kẻ câu view kiểu kền kền ăn xác nổi lên. Một Facebook có tên là Đặng Khoa ngay lập tức tung ra luận điệu là đã liên lạc được em Tuyến rồi cả nhà ạ. Hóa ra là đi chơi về ngủ quên, người đẹp ngủ kỹ, làm cả Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đăng tin khẩn. Đây là thông tin rất cầu thả của kẻ có nick Đặng Khoa này để tung hỏa mù, làm nhiễu loạn thông tin. Dù rằng kẻ này sau đó đã xóa tút trên và đăng thêm tút xin lỗi khác, tuy nhiên hành vi tung tin giả, tin sai sự thật chưa kiểm chứng, ảnh hưởng đến quá trình điều tra và cả quan hệ hai nước kiểu như này, cần bị an ninh mạng xử lý triệt để. Ở một diễn biến liên quan thì nhiều người vẫn rất hy vọng vào tin giả của tên Đặng Khoa nêu trên, hy vọng em ấy chỉ ngủ quên. Tuy nhiên phép màu này đã không thành hiện thực. Trưa 30 tháng 10, báo chí Việt bắt đầu xác nhận có một người Việt Nam không qua khỏi trong lễ hội đêm qua ở Hàn Quốc, song chưa nêu tên. Mạng xã hội đã luôn tỏ ra nhanh hơn khi mò ra được cả báo Hàn đăng tên cô gái. Đau khổ nhất lúc này là bố mẹ cô khi người quan tâm nhìn thấy trên Facebook cá nhân của họ vẫn còn đó bông hồng ngày Vu Lan cô gái gửi tặng cha tặng mẹ. Cha mẹ cô rất hay chia sẻ các post đăng của con mình như một niềm tự hào, thậm chí ảnh bìa Facebook của cha mẹ cũng là ảnh Đinh Thị Tuyến. Có lẽ chúng ta cùng ngắm nhìn hình ảnh cô công khai lần cuối như một sự tưởng niệm đối với người đồng bào này.